Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Dạo này em không lên Hồ Điệp bởi vì nó đang khan hàng quá. Đấy, hôm nay thì em mới về được một ít cái hàng siêu tầm. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 nhé, thì em nên em giới thiệu đến mọi người luôn. Đó là cây Hồ Điệp khủng long 4 ngồng. Và hôm nay thì em có 3 màu nhé. Đấy, 3 màu chúng ta lựa chọn. Cây rất là đẹp như này. 3 màu thì bây giờ em sẽ quay các màu cho mọi người xem này. Thứ nhất là màu đỏ này. Đấy, toàn là những cái màu mà rất phù hợp để mình chơi Tết luôn. Thứ hai là màu xanh và thứ ba là màu vàng. Màu vàng thì em sẽ cho mọi người xem trực tiếp ở ngoài luôn. Đây, một cái cây màu vàng. Cây nó khá là nhỏ như này. Đấy, mà nó đã cho hoa cực kỳ đẹp như này rồi. Đó. Nhá. Bọn này ngày sau 4 ngồng thì sai bông lắm, cực kỳ sai bông luôn nhá, 50 60 bông luôn. Đấy, cây này nhỏ mà nó đã cho được khoảng 20 bông hoa như thế này rồi. Huống chi đây là cây to, cây 4 ngồng nhá, cây 4 ngồng. Về hình thức cây thì mọi người không phải nghĩ luôn. Đấy, rễ đẹp, lá đẹp, không hề lỗi điểm nào hết nhá. Và có 3 màu là vàng, xanh và đỏ. Vàng, xanh và đỏ nhá. Một cây này em sẽ bán với giá là 100.000 một cây. Đấy. 3 cây này là 300.000 bao ship. Đó, chúng ta có thể lấy một màu hoặc là 3 màu tùy ý, tùy theo sở thích của mỗi người nhá. 3 cây là 300. 3 cây 300 bao ship. Cây rất là đẹp và to, đang có 4 ngồng. Đấy. Hàng hồ điệp giờ hiếm lắm mà cây 4 ngồng thì càng hiếm luôn. 300.000 cho 3 cây nhé, bao ship toàn quốc và nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhé, và nói rõ cho em là mua hàng 4 ngồng. Đó, lấy màu nào thì cũng nói luôn cho em, có vàng, xanh và đỏ nhé. Rồi, em xin chào mọi người.